Thành Đô nằm ở phía tây nam Trung Quốc, thuộc vùng đồng bằng lưu vực phía tây của tỉnh Tứ Xuyên, là một trong những siêu đô thị cấp quốc gia, cũng là một trong những thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Thành Đô cùng với Trùng Khánh tạo thành một vòng tròn kinh tế quan trọng của tỉnh Tứ Xuyên nói riêng và Trung Quốc nói chung, góp một phần không nhỏ vào sự cân bằng của phát triển kinh tế theo khu vực, đối trọng với những trung tâm kinh tế lớn khác như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu. Tính đến năm 2022, thành phố có thẩm quyền đối với 12 quận, 3 huyện và 5 thành phố trực thuộc cấp quận, với dân số thường trú là hơn 21 triệu người. Ngược dòng lịch sử, trước đây Thành Đô cũng có nhiều cái tên gọi khác nhau theo từng triều đại trong quá khứ như Phù Dung Thành, Gia Thành, Vinh Thành, Tấn Thành, vân vân. Thành Đô có nguồn gốc lịch sử lâu đời, độc đáo, đã tích lũy văn hóa vô cùng sâu sắc từ thời Tiền Tần. Sau những di tích khảo cổ được phát hiện như di tích Kim Sa thì xác định rằng ngay từ khoảng 3.700 năm đến 4.500 năm trước, một loạt trung tâm định cư của tổ tiên nhà Thục cổ đại đã được hình thành tại đây. Hiện tại, bảo tàng di tích Kim Sa ở Thành Đô còn lưu giữ và trưng bày những hiện vật và văn vật cũng như cổ vật được phát hiện. Thành Đô từ xa xưa đã nổi tiếng là vùng đất trù phú, đất đai màu mỡ và hệ thống thủy lợi phát triển, thuận lợi cho nông nghiệp và nuôi trồng. Trong thời Tam Quốc, trước cuộc chiến của nhà Thục Hán với Tào Ngụy và Đông Ngô, Lưu Bị đã lui về Thành Đô để củng cố và xây dựng quân đội của mình. Và sự giàu có về lương thực ở đây là một trong những sự ủng hộ âm thầm và là điểm tựa vững chắc cho những chiến thắng và trưởng thành, cũng như sự lớn mạnh của quân đội Lưu Bị sau này trong cuộc chiến đã đi vào lịch sử. Ngoài ra, thổ cẩm tinh xảo và gấm thục được dệt thủ công cũng là những thứ cực kỳ trân quý và nổi tiếng có xuất xứ tại đây. Những đôi giày thêu hoa và túi hương cùng với đai lưng được làm từ gấm thục có hoa văn và họa tiết tinh tế đặc trưng của văn hóa Thục vẫn còn được ưa chuộng trong hoàng cung thời nhà Thanh. Cho đến hiện tại, nó vẫn là di sản văn hóa lẫn nghệ thuật quốc gia được bảo tồn.
Trong gần 2 thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đã chứng kiến tốc độ phát triển kinh tế của Thành Đô và Trùng Khánh một cách thần tốc và đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh giữ gìn phong độ của nông nghiệp, trồng trọt các loại cây lương thực, cây có dầu, rau củ quả và nấm ăn, đặc biệt là diện tích gieo trồng các loại cây thuốc bắc đã đóng vai trò quan trọng từ lâu, thì công nghiệp chính và công nghiệp thứ cấp cũng cùng phát triển theo tỷ lệ thuận, và nó được nhận định là tiếp tục vượt bậc trong 10 năm tiếp theo với quy mô ngày càng được mở rộng. Cùng với sự ủng hộ của tiến bộ trong nghiên cứu, khoa học, kỹ thuật mà Trung Quốc đã đạt được. Mỗi một thành phố của Trung Quốc đều có những điều đặc biệt riêng về vẻ đẹp cảnh quan, sự thú vị trong văn hóa, phong tục tập quán và ẩm thực, chịu ảnh hưởng từ điều kiện khí hậu và văn hóa theo khu vực địa hình, cũng như sự kế thừa từ lịch sử của các triều đại trong quá khứ. Thành Đô cũng vậy, đến Thành Đô chắc chắn bạn sẽ được tham quan và trải nghiệm những thứ mà chỉ duy nhất có tại Thành Đô. Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ tọa lạc tại Đại lộ Gấu Trúc, quận Thành Hoa, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nằm cách trung tâm thành phố Thành Đô khoảng 10 km. Đây là cơ sở bảo tồn gấu trúc khổng lồ nổi tiếng thế giới, cũng là cơ sở nghiên cứu khoa học và nhân giống, cơ sở giáo dục công cộng và cơ sở du lịch giáo dục. Căn cứ này có diện tích hơn 1.000 mẫu anh. Nó nổi tiếng thế giới về việc bảo vệ và nhân giống gấu trúc khổng lồ, gấu trúc đỏ và các động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng khác chỉ có ở Trung Quốc. Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô được thành lập năm 1997 dựa trên cơ sở nuôi dưỡng, điều trị và nhân giống gấu trúc tại Vườn Thú Thành Đô năm 2019. Địa điểm này đã đón hơn 9 triệu lượt du khách tham quan cả trong nước lẫn ngoài nước. Đây cũng là một điểm du lịch cấp quốc gia 4A tại Thành Đô. Đến đây, du khách có thể chứng kiến những chú gấu trúc đáng yêu trong môi trường sinh sống tự nhiên của chúng với một không gian mở, nhìn thấy hoạt động sinh hoạt và ăn uống hàng ngày cùng những hành động và cử chỉ gây cười của đại hiệp gấu trúc khiến cho nhiều du khách, đặc biệt là trẻ em, vô cùng thích thú và cũng là cơ hội để chúng ta tìm hiểu những nỗ lực của Thành Đô về việc bảo tồn và nhân giống đang diễn ra đối với những loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Thank you.
Không riêng gì vùng sông nước Giang Nam, ở thành đô Tứ Xuyên cũng có phố cổ, những lâm viên, những khu vườn được thiết kế và xây dựng tinh tế với bố cục hoàn hảo và có giá trị phong thủy đặc biệt. Trước đây, nó từng là nơi ở của những quan nhân, thương nhân, phú hộ hoặc là vương gia, sau này được cải tạo để phục vụ cho du lịch. Đến đây du khách có thể ghé thăm phố cổ Cẩm Lý với không gian cổ kính, những dãy nhà trên phố mang đặc trưng kiến trúc của thời nhà Đường với lồng đèn đỏ treo dọc trên mái hiên và lễ hội văn hóa, hoặc cảnh tái hiện không gian sinh hoạt xưa được diễn ra hàng ngày. Bên cạnh những gian hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm, thực phẩm khô, quà vặt đóng gói và những vật trang trí thủ công khác luôn được du khách ưu tiên để mua làm quà tặng sau một chuyến du lịch tham quan. Ngoài ra, bạn muốn tìm một cảm giác bình yên của cuộc sống thường nhật tại thành đô, hãy đến công viên nhân dân tản bộ và thưởng thức trà chiều. Ở đây phục vụ trà bánh và điểm tâm cũng như những món ăn nhẹ, cũng là một dịp để bạn có cơ hội thưởng thức phong cách phục vụ rót trà độc đáo. Đến đây, rót trà, phục vụ trà cũng là một loại hình nghệ thuật. Đừng quên nán lại vào buổi tối để xem biểu diễn nghệ thuật sân khấu với những màn biểu diễn kịch nói, ảo thuật, múa bóng, múa rối và xem các nghệ nhân biểu diễn kinh kịch Tứ Xuyên, không khí náo nhiệt, chan hòa trong tiếng vỗ tay nhiệt tình và hò reo của mọi người với sự thích thú và ngưỡng mộ.
Kinh kịch tứ xuyên, gọi tắt là xuyên kịch, là một loại hình nghệ thuật dân gian, văn hóa ba thục, xuất phát từ đời nhà Thanh và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Trung Quốc. Đây là sự pha trộn hoàn hảo của phương ngữ địa phương cùng với phong tục âm nhạc dân gian, với các kỹ thuật múa, nhảy, nhào lộn, di chuyển và điệu bộ nhịp nhàng của tay, chân, thân thể, kết hợp với biểu cảm diễn xuất trên nền nhạc và ca từ. Nét nổi bật của xuyên kịch là biến diện và phun lửa, cả hai đều là những thủ thuật đặc trưng và kỹ thuật đặc biệt của loại hình nghệ thuật này. Người nghệ nhân họ thay mặt nạ một cách nhanh chóng với kỹ thuật điêu luyện tinh vi, khiến cho người xem khó lòng phát hiện được. Mỗi loại mặt nạ mang một hình ảnh khác nhau, được thay đổi nhanh như chớp để khắc họa các đặc điểm và tính cách khác nhau của các nhân vật, đồng thời nó dùng để bộc lộ những thay đổi trong tâm hồn, suy nghĩ, tình cảm của các nhân vật trong vở kịch, cũng tức là chuyển hóa những cảm xúc của nội tâm thành những hình ảnh cụ thể, dễ nhìn thông qua từng loại mặt nạ. Phun lửa cũng là một loại kỹ thuật khác của kịch tứ xuyên. Nó đòi hỏi khả năng làm quen với chất đốt tạo ra lửa. Người nghệ nhân không chỉ cần sức khỏe tốt mà còn phải có khả năng điều khiển hơi thở, điều khiển được ngọn lửa trong phạm vi kiểm soát nhất định, để đảm bảo rằng ngọn lửa phun ra phải đủ lớn, bùng cháy và ngoạn mục, nhưng không được quá xa, gây ảnh hưởng đến khán giả ngồi xem. Kỹ năng này rất khó để thành thạo, nhưng khi hoàn thiện, nó vừa mang tính giải trí cao, mà còn làm cho người xem thích thú và kinh ngạc. Vừa rồi là một số hình ảnh trong vở kịch Bạch Nương Tử tại sân khấu kịch Thành Đô. Câu chuyện Thần Tiên Hư Cấu nói về một đoạn tình kiếp của một con rắn trắng tên là Bạch Tố Trinh cùng với Hứa Tiên ở nhân gian, cùng nhau trải qua những gian nan trắc trở để đắc đạo. Trung tâm nghệ thuật nhà hát Kinh kịch Tứ Xuyên Thành Đô là địa điểm văn hóa giải trí toàn diện, được xây dựng chủ yếu để biểu diễn các vở kịch do chính phủ tài trợ. Trung tâm với tổng diện tích xây dựng là hơn 20.000 m2, sân khấu lớn với lịch hoạt động xuyên suốt để phục vụ cho du khách mỗi khi có dịp đến Thành Đô. Đây cũng là trung tâm bảo vệ, bồi dưỡng, kế thừa và quảng bá loại hình văn hóa nghệ thuật này ở Thành Đô. Không chỉ dừng lại ở phạm vi sân khấu, kinh kịch còn mang một nét đặc trưng
và phong cách biểu diễn đường phố tạo ra một sự thân thiện, gần gũi, có sự hài hòa giữa một loại hình văn hóa nghệ thuật giải trí đối với cuộc sống của người dân, góp phần hình thành một nét văn hóa giải trí cộng đồng có sức lan tỏa. Thay vì biểu diễn cố định, một nhóm những nghệ nhân sẽ luân phiên di chuyển đến khắp nơi để biểu diễn và phục vụ cho những người mộ điệu bộ môn nghệ thuật này trên khắp đất nước. Sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô là sân bay quốc tế thứ hai tại Thành Đô, đang được khai thác song song cùng với sân bay quốc tế Sông Lưu Thành Đô. Sân bay quốc tế Thiên Phủ nằm cách trung tâm Thành Đô khoảng 50 km về phía bắc. Sân bay này được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2016. Mặc cho điều kiện khí hậu và địa hình bất lợi, chỉ trong vòng 4 năm xây dựng, vào tháng 12 năm 2020, sân bay chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động. Sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô với diện tích hơn 1,4 triệu mét vuông được thiết kế nhằm đáp ứng sản lượng hành khách hàng năm là 120 triệu hành khách và sản lượng hàng hóa thư tính là 2,5 triệu tấn. Sân bay được đầu tư hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một sân bay quốc tế thế hệ mới của thế giới. Nhiều cổng vào, nhà chờ rộng rãi, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và cửa hàng mua sắm miễn thuế đa dạng, cùng với một số lượng lớn thiết bị tự phục vụ trong nhà ga của sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô, hành khách có thể tận hưởng các dịch vụ tự phục vụ toàn diện, tự làm thủ tục hành lý và kiểm tra hành lý tự động, đường dây an ninh thông minh và cả việc tự phục vụ nội trú. Việc khai trương và hoàn thành sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô đã đưa Thành Đô trở thành thành phố thứ ba của Trung Quốc có hai sân bay quốc tế sau Bắc Kinh và Thượng Hải. Đây cũng là điều mà ngay cả những thành phố phát triển khác như Quảng Châu, Thâm Quyến cũng chưa thể đạt được.
Buổi tối ở thành đô, bạn có thể đi dạo ở phố Khuê Tinh Lâu, với hai bên đường là nhà hàng, quán ăn, quán nước, và phố đi bộ Xuân Hy Đường, với quảng trường rộng lớn tấp nập suốt đêm, những trung tâm thương mại hiện đại, shop quần áo và những nhãn hàng thời trang đắt đỏ, cùng với những bảng quảng cáo to lớn được trình chiếu bằng công nghệ màn hình 3D, tạo cảm giác sống động. Đền Vũ Hầu tọa lạc tại số 231 phố Vũ Hầu, quận Vũ Hầu, thành phố Thành Đô, được xây dựng vào năm Trương Vũ thứ nhất nhà Thục Hán năm 221, vốn là một ngôi chùa đặc biệt để tưởng nhớ đến Gia Cát Lượng. Nó còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như chùa Khổng Minh, chùa Gia Cát, chùa Tể Tướng. Đền Vũ Hầu có diện tích hơn 150.000 m2, là nơi chứa đựng sự khẳng định, ca ngợi của nhân dân đối với tinh thần và tư tưởng của Gia Cát Lượng. Ông cũng là thừa tướng, người đã cống hiến thân mình cho đại nghiệp của nhà Thục Hán. Sau này quần thể đền Vũ Hầu được sáp nhập để thờ cúng các vị hoàng đế và các quan đại thần của nhà Thục Hán. Hệ thống khu tham quan bao gồm đền thờ của Hán Chiêu Liệt ở chính điện, phía sau là đền thờ Khổng Minh cùng với Đông Điện và Tây Điện, tạo thành một tổ hợp khu tham quan. Đây được vinh danh là Thánh Địa thời Tam Quốc. Chính điện thờ tượng của Lưu Bị. Đây là bức tượng cao nhất trong toàn bộ đền Vũ Hầu.
Điện phía đông thờ tượng của Quang Vũ và các con trai của ông, Quang Bình, Quang Hưng cùng với các tướng Triệu Lôi, Chu Thương. Còn điện phía tây thì thờ tượng của Trương Phi và con trai Trương Bảo. Phía sau điện Lưu Bị là điện thờ Khổng Minh, thờ Gia Cát Lượng. Trải qua từng ấy năm, sau nhiều biến động của lịch sử, bao nhiêu triều đại thịnh rồi lại suy, nhưng đến hiện tại, đền Vũ Hầu vẫn luôn tấp nập người đến viếng thăm, không chỉ riêng người Trung Quốc. Và những cái tên như Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Quang Vũ, Trương Phi vẫn còn được nhắc lại rất nhiều trong những câu chuyện lịch sử, phim tài liệu, phim điện ảnh và cả những trò chơi nhập vai. Với sức ảnh hưởng không hề nhỏ, tất cả đều mang ý nghĩa đề cao nhân cách của người xưa thông qua tình bằng hữu, nghĩa quân thần, lòng trung hiếu và tài trí mưu lược đã làm nên một hệ thống tư tưởng đáng để học hỏi của sau này. Cầu mái vòm An Thuận nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của con sông Nam Giang và sông Hợp Giang chảy vào sông Tấn Giang. Cầu An Thuận có lịch sử lâu đời và dấu vết xây dựng đầu tiên được cho là bắt nguồn từ thời nhà Nguyên. Trong nhật ký du lịch của Marco Polo, cầu An Thuận là một trong bốn cây cầu khiến cho ông ấn tượng nhất. Cây cầu dài 81m và rộng 6m, mang phong cách xây dựng của nhà Minh và nhà Thanh, có các lối đi và lan can. Mặt cầu được làm bằng đá xanh, lan can cầu được chạm khắc những hoa văn tiêu biểu cho văn hóa dân gian truyền thống của Trung Quốc như hoa mận, hoa lan, tre, hoa cúc. Bên dưới trụ cầu có trang bị hai con thủy thú để giữ cầu. Mỗi bên đầu cầu đều có một cổng vòm với ba gian mái, mái giữa cao và hai mái bên thấp. Thiết kế của cây cầu đã cô đọng rất nhiều tinh hoa của phong cách kiến trúc dân tộc Trung Quốc. Đây là một cây cầu cảnh quan tích hợp các chức năng, lịch sử, văn hóa, thương mại và dịch vụ. Hai bên bờ sông của cầu An Thuận là phố đi bộ với các nhà hàng và quán bar cùng với bến du thuyền ngắm cảnh trên sông. Thank you.
Bên cạnh cầu An Thuận một đoạn không xa là Hợp Giang Đình, nằm ở ngã ba giao lộ của sông Nam Giang và sông Hợp Giang, hướng nhìn đối diện với cầu An Thuận. Đình Hợp Giang được xây dựng từ thời Trấn Nguyên của nhà Đường với lịch sử hơn 1.200 năm. Vào thời nhà Đường, nó được xem là một bến thuyền nhộn nhịp. Vô số thuyền bè neo đậu ở đây như một trạm dừng chân. Để từ Tứ Xuyên đi vào sông Dương Tử, các văn nhân và thi sĩ nổi tiếng khi có dịp dừng chân ở Hợp Giang Đình đều nán lại ngắm nhìn những cánh buồm trắng của thuyền đang neo đậu trên sông, dưới mái hiên ngồi uống trà, ngâm thơ và chia tay bạn bè. Hẳn là một cảm giác vừa thi vị, thoải mái, tự tại mà cũng lãng mạn biết bao. Buổi tối, cầu An Thuận và con đường hai bên bờ sông nhộn nhịp du khách với nhiều hoạt động phục vụ du lịch được diễn ra cả trên phố đi bộ lẫn trên sông. Mọi góc nhìn từ những con phố, những tòa nhà dọc hai bên bờ sông, bạn đều có thể ngắm nhìn cầu An Thuận đang lung linh trong ánh đèn và sự nhộn nhịp của hoạt động thương mại dịch vụ du lịch cũng như giải trí ở hai bên bờ sông. Nhà tranh Đỗ Phủ là nơi ở cũ của Đỗ Phủ, tọa lạc tại quận Thanh Dương, thành phố Thành Đô. Đỗ Phủ đã có thời gian sống ở đây gần 4 năm và viết hơn 240 bài thơ nổi tiếng. Ông là một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời kỳ nhà Đường. Cùng với Lý Bạch, ông được coi là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất của lịch sử văn học Trung Hoa. Ông có tài năng tuyệt vời và đức độ cao thượng, nên từng được các nhà phê bình Trung Hoa gọi là thi sử, thi thánh, còn Lý Bạch thì được gọi là thi tiên do ảnh hưởng của sự kiện loạn An Lộc Sơn. Vào mùa xuân năm Càn Nguyên thứ ba, năm 760 đời nhà Đường, Đỗ Phủ đã dời về Thành Đô để sinh sống. Với sự giúp đỡ của bạn bè, ông đã dựng một túp lều tranh bên cạnh một lạch nước nhỏ đẹp như tranh vẽ ở ngoại ô phía tây Thành Đô. Ở chương trình giáo dục của sách ngữ văn Việt Nam cũng có một số tác phẩm tiêu biểu của Đỗ Phủ như bài thơ Thu Hứng trong sách văn học nâng cao lớp 10, đặc biệt là bài thơ Nhà tranh bị gió thu phá trong sách ngữ văn lớp 7. Tại nơi đây, nhà tranh Đỗ Phủ cũng chính là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Trong cảnh cơ hàn của những ngày tháng sống tại Thành Đô, đã nuôi dưỡng tâm hồn của một thi nhân, sự nhạy cảm với thiên nhiên kết hợp cùng với cảnh tình của cuộc sống hiện tại đã giúp cho ông tạo ra những sáng tác để đời. Bài thơ đã thể hiện sinh động nỗi khổ của chính tác giả vì căn nhà tranh bị gió thu phá nát. Năm 1952, ngôi nhà tranh của Đỗ Phủ chính thức mở cửa đón công chúng đến tham quan sau khi được cải tạo rộng rãi. Tổng diện tích của nhà tranh Đỗ Phủ bao gồm cả công viên là gần 300 mẫu anh, phân theo từng khu riêng biệt, được chia thành nhiều thắng cảnh tham quan, bao gồm công viên rừng tre,
khu nhà tranh, đài tưởng niệm, phòng trưng bày các tác phẩm và bút tích của Đỗ Phủ. Toàn khu được trang trí trên một trục trung tâm, lối đi có bức tường sơn đỏ bao quanh cùng với mái ngói gạch tráng men phủ rêu xanh, hai bên là rừng tre và các công trình phụ trợ khác với thiết kế mộc mạc và giản dị, trang nhã nhưng lại sâu lắng, đặc biệt là trong trẻo và gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh là tiếng xào xạc của tiếng gió lay động rừng tre xanh, tiếng nước chảy róc rách của lạch nước nhỏ, tiếng chim hót, côn trùng nhỏ và ve kêu, cùng hương thơm của hoa cỏ khoe sắc theo mùa và các loại cây cảnh. Cho nên mới nói hoàn cảnh của thiên nhiên là chất xúc tác tuyệt vời nhất đối với khả năng sáng tác cũng như sự thành công của những tác phẩm, là đứa con tinh thần của các thi nhân văn nhân ngày xưa. Phía tây thành phố Đô Giang là một thành phố cấp quận của Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nằm bên bờ sông Măng Giang ở phía tây đồng bằng Thành Đô. Đây là một hệ thống kỹ thuật và công trình thủy lợi cũng như hệ thống phân phối, chia nhỏ dòng chảy và điều phối nước sông của Măng Giang đến các kênh đào, kênh dẫn nước, hồ chứa nước lớn, vừa và nhỏ cũng như đập ao ở khu vực đồng bằng Thành Đô. Nó chịu trách nhiệm tưới tiêu cho hơn 11 triệu mẫu đất nông nghiệp ở 7 thành phố và 40 quận huyện thuộc lưu vực miền Trung và miền Tây Tứ Xuyên. Ngoài ra, nó còn cung cấp nước cho nhiều doanh nghiệp trọng điểm ở Thành Đô. Quan trọng hơn hết là cung cấp nước sinh hoạt đô thị cũng như kiểm soát lũ lụt, phục vụ cho sản xuất điện, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Đây là cơ sở hạ tầng bảo tồn nước không thể thay thế cho sự phát triển của kinh tế quốc dân ở tỉnh Tứ Xuyên. Vào cuối thời Tần Chiêu Vương, khoảng năm 251 trước công nguyên, Lý Băng, thống đốc của quận Thục, đã đúc kết kinh nghiệm của người xưa trong việc kiểm soát nước ở khu vực này. Ông đã tổ chức dân cư ở hai bên bờ sông Măng Giang để ra sức xây dựng Đô Giang Yển. Nó góp phần quan trọng vào sự màu mỡ cho khu vực đồng bằng Thành Đô. Đô Giang Yển là dự án bảo tồn nước lớn và lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới, với đặc điểm là chuyển dòng nước mà không cần đập. Điều tuyệt vời nhất là nó đã tồn tại hơn 2.250 năm và sự quan trọng của nó vẫn còn kéo dài đến hiện tại.
Nhân loại từ xưa đến nay sống phụ thuộc và chan hòa cùng thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm điểm tựa cho sự phát triển. Dù không thể thay đổi sức mạnh của thiên nhiên và điều kiện khí hậu cùng với sự phân hóa của địa hình, nhưng con người có thể khắc phục và thích nghi một cách phù hợp để tồn tại. Đô Giang Yển là một trong những đại diện tiêu biểu cho tri thức của người xưa trong việc trị thủy, tận dụng những điều kiện của địa hình để tạo ra những biện pháp và hệ thống hữu hiệu nhằm phục vụ cho sự tiện lợi của cuộc sống cũng như sự phát triển vững bền. Trên sườn đồi bên phải sông Măng Giang, tiếp giáp với Đô Giang Yển có một ngôi tháp tên là Đền Nhị Vương. Đền Nhị Vương mang lại một góc nhìn toàn cảnh từ trên cao, nhìn xuống toàn bộ hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển, mới thấy khâm phục sự tài ba cũng như thành quả mà sức lao động của tập thể mang lại. Núi Thanh Thành cũng là một ngọn núi thuộc địa phận của thành phố Đô Giang Yển. Nó nằm cách thành phố Thành Đô khoảng 68 km và cách công trình thủy lợi Đô Giang Yển khoảng 10 km về phía tây nam. Thanh Thành là một trong những cái nôi của đạo giáo và là một trong những trung tâm đạo giáo quan trọng nhất tại Trung Quốc. Núi Thanh Thành thời xưa được gọi là núi Trương Nhân và là một nhánh thuộc dãy núi Cung Lai. Núi Thanh Thành nằm đối diện với vùng đồng bằng phía tây tỉnh Tứ Xuyên. Đỉnh núi chính cao hơn 1.260 m so với mực nước biển. Núi Thanh Thành được bao bọc xung quanh bởi sông Măng Giang, nhìn ra đồng bằng Thành Đô. Toàn bộ khu danh lam thắng cảnh núi Thanh Thành có diện tích hơn 200 km². Theo ghi chép cổ xưa, núi Thanh Thành có hơn 36 đỉnh, 8 hang động lớn cùng với 72 hang động nhỏ và 180 cảnh đẹp. Núi Thanh Thành được chia thành núi trước và núi sau. Toàn bộ ngọn núi phía trước là phần chính của khu thắng cảnh núi Thanh Thành, có nhiều phong cảnh đẹp và di tích văn hóa lịch sử lâu đời, mang đặc trưng cốt lõi của văn hóa tín ngưỡng đạo giáo. Các tòa nhà đạo giáo chính trên núi Thanh Thành hiện nay bao gồm Kiến Phúc Cung, Lão Quân Cát, Viên Minh Cung, Thượng Thanh Cung. Còn núi phía sau thì với diện tích hơn 100 km², với rừng vắng, núi non hùng vĩ hoang sơ, được cho là nơi hẻo lánh nhất thế giới. Toàn bộ núi Thanh Thành có cây cối xanh tươi quanh năm, có hàng nghìn bậc thang và con đường quanh co dẫn đến những khu vực hẻo lánh. Vào thời cổ đại, núi Thanh Thành nó được gọi chung là Ngũ Tiên Sơn, cùng với núi Võ Đan ở Hồ Bắc, núi Long Hồ ở Giang Tây, núi Tề Văn ở An Huy và núi Tỉnh Phủ ở Thiểm Tây.
đều đặc biệt dẫn dắt du khách tìm về núi Thanh Thành để tham quan, cũng như sự nổi tiếng của nó đến thời điểm hiện tại, cũng bởi vì nó được chọn làm một trong những bối cảnh chính trong bộ phim Tây Du Ký năm 1986. Trong phim, núi Thanh Thành là đạo tràng của Tổ sư Bồ Đề, người thầy đầu tiên của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã vượt trùng dương xa xôi để đến đây tầm sư học đạo và được Tổ sư Bồ Đề dạy dỗ cũng như truyền thụ cho những phép thần thông. Ngoài ra cũng được dùng làm bối cảnh trong tập phim đến đạo tràng của Địa Tiên Trấn Nguyên Tử. Trong tập phim đó, thầy trò Đường Tăng đến đây và làm hỏng cây nhân sâm của Trấn Nguyên Tử. Tôn Ngộ Không phải trở về chốn xưa để cầu cứu ân sư. Ngộ Không. Sư phụ. Sư phụ, ngươi ở đâu? Ngươi chỉ tội mà. Đệ tử chỉ sai, cầu tổ sư cho tôi một cái nghệ thuật pháp mà. Ai, mang mang Nam Hải. Đi ưu ý sư tiên phương. Chu ba. Đa xi. Bên cạnh đó còn rất nhiều câu chuyện thần tiên, tiểu thuyết kiếm hiệp cũng dùng núi Thanh Thành làm bối cảnh chính. Những môn phái võ lâm đến từ núi Thanh Thành hoặc những vị đạo sĩ, tiên nhân tu luyện tại đây. Trong một truyền thuyết dân gian khác cũng khá nổi tiếng của Trung Quốc thời Nam Tống, nói về Hứa Tiên và Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử tên là Bạch Tố Trinh, được cho là hiện thân của một con rắn trắng, tu luyện ngàn năm dưới núi Thanh Thành. Cùng với câu chuyện trải qua tình kiếp và thử thách để đắc đạo, đến núi Thanh Thành, bạn sẽ cảm nhận được vì sao nó được mệnh danh là một trong những tiên sơn của Trung Quốc, rừng núi hoang vu, địa thế và phong thủy lý tưởng, cùng những ngôi đền cổ điển, mang kiến trúc đặc trưng của đạo giáo cổ đại. Khung cảnh xung quanh tràn ngập sương khói mờ mờ ảo ảo, như tiên khí quanh năm bao phủ lấy núi Thanh Thành.
Lạc Sơn Đại Phật, hay còn gọi là Lăng Văn Đại Phật, là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách núi đá Thê Loan thuộc núi Lăng Văn, nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông Măng Giang, Đại Độ Hà và Thanh Y Giang thuộc miền nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tượng Phật khổng lồ có thân hình cân đối và phong thái trang nghiêm, được tạc vào vách núi ngồi bên bờ sông. Tượng Phật cao 71m và rộng 10m. Trên vách núi đá ven sông, ở hai bên trái và phải của tượng Phật chính, còn có hai bức tượng của vị thần hộ mệnh, cao 16m. Lạc Sơn Đại Phật được tạo tác từ năm khai nguyên đầu tiên của nhà Đường, năm 713, và hoàn thành vào năm Trấn Nguyên thứ 19, năm 803, mất khoảng 90 năm để hoàn thành. Lạc Sơn Đại Phật là sự kết tinh trí tuệ của nhân dân lao động Trung Quốc cổ đại và là một điều kỳ diệu trong lịch sử văn hóa chạm khắc đá của thế giới, dùng đức tin để xoa dịu tự nhiên với mong muốn được ban phước lành và che chở, giúp cho mưa thuận, gió hòa và cuộc sống an lành, nương tựa vào thiên nhiên. Người khởi xướng việc xây dựng tượng Phật là thiền sư Hải Đồng, là người gốc Quý Châu. Ông tu luyện tại núi Lăng Văn. Khi ông nhìn thấy nơi hợp lưu của ba con sông với dòng chảy dữ dội, thế nước hung hãn, chảy xiết như thiên binh vạn mã va đập vào trong vách núi đá, thường xuyên xảy ra những bi kịch như đắm tàu gây thương vong, nên ông đã quyết tâm xây dựng một tượng Phật khổng lồ tại nơi này, với hy vọng nhờ vào sự nhiệm màu của Phật giáo để làm giảm bớt sức mạnh của dòng nước, giúp cho sóng yên, gió lặng. Vì vậy, ông đã đi khắp Nam Bắc để hóa duyên và huy động nhân lực cũng như tài chính, và bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 713 sau Công Nguyên. Quá trình tạo tác kéo dài rất lâu, trong khoảng 90 năm. Nguyên nhân chính cũng là bởi vì sau khi hoàn thành được phần đầu và phần ngực của bức tượng, thì thiền sư Hải Đồng qua đời và công trình xây dựng này bị gián đoạn sau đó. Nằm đối diện trước mặt tượng Phật bên kia bờ sông là thành phố Lạc Sơn. Trên vách núi đá Lăng Văn còn có chùa Lăng Văn, được xây dựng vào thời nhà Đường. Trong chùa gồm phía trước là điện Thiên Vương thờ tượng Phật Di Lặc, hai bên có tượng Tứ Thiên Vương, phía sau điện Thiên Vương là điện Ngụy Đà thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng và Bồ Tát Đại Thế Chí. Trong quần thể chùa còn có tháp Linh Bảo, tháp được xây dựng vào thời nhà Đường, cao 38m, có tổng cộng 13 tầng. Đỉnh tháp có hình bốn góc, cấu trúc và phong cách của tháp tương tự như tháp Tiểu Nhạn ở Tây An. Theo hoàn cảnh của núi sông và mục đích xây dựng, thì tượng Phật đóng vai trò kiểm soát và trấn áp dòng chảy của sông. Còn tòa tháp Linh Bảo thì như biểu tượng của một ngọn hải đăng tại nơi hợp lưu của ba con sông, để đảm bảo an toàn cho tàu bè, giúp cho người chèo thuyền chú ý hơn để vượt qua các gành đá và tránh các bãi cạn nguy hiểm một cách an toàn.
Núi Nga Mi hay còn gọi là Đại Quang Minh Sơn là tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Quốc. Núi thuộc địa phận thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, có diện tích hơn 154 km2. Đỉnh cao nhất là đỉnh Vạn Phật, cao hơn 3.099 m so với mực nước biển. Nơi đây có đặc điểm là núi non hùng vĩ cùng với biển mây bao la, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với nền văn hóa Phật giáo lâu đời và vô số tài nguyên động vật thực vật phong phú. Bên cạnh địa hình và địa chất độc đáo, theo truyền thuyết, Phật giáo đã được du nhập vào núi Nga Mi vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, và các Phật tử đã xây dựng các ngôi chùa ở đây vào cuối thời nhà Hán. Họ coi núi Nga Mi là võ đường của Phổ Hiền Bồ Tát, chủ yếu dùng để thờ cúng Phổ Hiền. Họ tin rằng núi Nga Mi là nơi Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện và thuyết giảng kinh điển. Võ thuật Nga Mi cũng có nguồn gốc tại đây. Nó cùng với Thiếu Lâm và Võ Đan được biết đến là ba môn phái lớn nhất của võ thuật Trung Quốc. Sự phát triển của Phật giáo trong hơn 2.000 năm qua đã để lại cho Nga Mi một di sản văn hóa Phật giáo vô cùng phong phú, khiến cho Nga Mi dần trở thành thánh địa của Phật giáo, có sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng ở Trung Quốc và thậm chí là các nước lân cận. Đỉnh cao nhất của núi Nga Mi là đỉnh Vạn Phật. Nơi đây có kim đỉnh và tượng Phật vàng ngồi trên lưng voi. Đây là tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát được làm bằng đồng, giác vàng, cao hơn 48 m và nặng hơn 660 tấn, với góc nhìn lan tỏa khắp 10 phương. Bốn mặt đều có khắc 10 đại hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài được coi là hiện thân, là đại diện cho lý đức, định đức, hạnh đức của chư Phật. Vạn Phật đỉnh là danh lam thắng cảnh và khu bảo tồn sinh thái tự nhiên cao nhất trong 4 ngọn núi Phật giáo nổi tiếng ở Trung Quốc. Hiện tại, Nga Mi Sơn có khoảng 26 ngôi chùa nổi tiếng, trong đó có 8 ngôi chùa và miếu lớn là khu tham quan cơ bản nhất. Thiên nhiên và hệ sinh thái của núi Nga Mi có hơn 3.200 loài động thực vật quý hiếm. Núi Nga Mi còn được gọi là vườn thuốc tiên sơn, cùng với tỷ lệ rừng che phủ là hơn 87% địa hình. Nó cũng là lợi thế và đặc điểm lớn của tài nguyên thiên nhiên núi Nga Mi. Nga Mi Sơn hấp dẫn hàng ngàn du khách ghé thăm mỗi năm. Địa danh núi Nga Mi này được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, được thiên nhiên vô cùng ưu ái. Sự kết hợp hài hòa giữa mây trời, rừng núi cùng với nét đẹp của văn hóa Phật giáo lâu đời, sơn thế cao thấp, trùng trùng điệp điệp và biển mây bao la đã tạo nên một khung cảnh tuyệt vời cho núi Nga Mi. Càng lên cao, du khách sẽ được bủa vây bởi sương mù và không gian huyền ảo trong nắng. Hành trình từ chân núi cho đến đỉnh núi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời với 3 tầng khí hậu khác nhau cùng tại một địa điểm.
tất bần câu nằm ở huyện Ly, châu tự trị A Bá của người Tạng và người Khương, tỉnh Tứ Xuyên, cách thành đô khoảng 198 km về phía Tây. Nó được mệnh danh là Tiểu Thụy Sĩ ở Tây Tứ Xuyên. Độ cao của tắc bằng câu là gần 6.000 mét với tổng diện tích là hơn 600 km vuông. Khu tham quan là một thung lũng nhỏ bao quanh với rừng nguyên sinh và núi cao phủ đầy tuyết. Cảnh quan thiên nhiên bao gồm sông băng, đỉnh núi tuyết, rừng nguyên sinh, suối và thác tự nhiên. Bên cạnh rừng lá đỏ, đồng cỏ với biển hoa đầy màu sắc cùng các cảnh quan trọng điểm như Lạc Đà Phong, Ngọc Thố Phong, Sư Tử Phong, Thanh Long Thác, Hồ Trác Mã. Tháng 1 năm 2013, Tắc Bằng Câu được đánh giá là điểm du lịch cấp quốc gia 4A, khu trình diễn du lịch sinh thái tỉnh Tứ Xuyên và cũng là khu trình diễn du lịch sinh thái trọng điểm của quốc gia. Nơi đây có những đặc điểm khí hậu rõ ràng với nền nhiệt độ trung bình là khoảng 15 độ C vào các tháng mùa xuân, mùa hè, mùa thu, còn vào mùa đông thì khoảng âm 3 độ C. Tắc Bằng Câu là một danh lam thắng cảnh du lịch sinh thái nguyên bản với quy mô lớn, tích hợp trưng bày cảnh quan sinh thái tự nhiên cùng các hoạt động du lịch như leo núi, trượt tuyết, trượt băng là những bộ môn vui chơi giải trí chính tại khu tham quan này. Kết hợp với tham quan phong cảnh cao nguyên, sông băng, suối nước nóng, khám phá thung lũng, hẻm núi sâu, thác nước trên cao và nhìn ngắm nhiều loại động vật thực vật hoang dã trong rừng nguyên sinh. Long Vương Hải là điểm đặc trưng của Tắc Bằng Câu. Đây là một trong 100 điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Tứ Xuyên. Hồ với diện tích mặt nước là hơn 300.000 m2. Nhìn từ trên cao xuống, hồ nước có màu xanh ngọc lục bảo, như một viên ngọc được bao bọc bởi đồi núi chập trùng xung quanh. Tắc Bằng Câu là nơi lý tưởng nhất để trốn cái nóng vào mùa hè. Diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn ở đây có nhiệm vụ là điều hòa khí hậu, thanh lọc không khí. Với núi non xanh mướt, gió mát lành mang lại mùa hè mát mẻ. Mùa thu ở Tắc Bằng Câu cũng đẹp say đắm lòng người. Cùng với mặt hồ nước tĩnh lặng và trong veo soi đến tận đáy, như một tấm thủy kính phản chiếu lên nền trời màu xanh, mây trắng, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót hòa cùng hoa cỏ dại khoe sắc đủ màu. Toàn cảnh Tắc Bằng Câu bao quát trong tầm mắt của du khách. Nó hiện lên như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp được kiến tạo bởi danh họa nổi tiếng là thiên nhiên. Thank you.
rồi là một số địa danh du lịch thú vị tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Mong rằng góp một phần thông tin nhỏ hữu ích đến quý bạn gần xa. Còn rất nhiều điểm tham quan du lịch thú vị khác đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su Đó đây. Cảm ơn bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.